Tác phẩm Đâu đó ở Sơn Trà. Tác giả nhà báo Hoàng Thủy. Giọng đọc Sơn Tùng. Trên con đường núi quanh co ở bán đảo Sơn Trà, anh đã nói anh yêu em. Ngày đó Sơn Trà còn hoang vu, đường đi còn là lối mòn nhỏ xíu, và phía bên kia Đà Nẵng vẫn chỉ là một khu đô thị xinh xinh, thì vịnh biển này vẫn ấm áp và đẹp đến diệu kỳ. Anh đã nói rằng anh biết, nếu còn nghi ngờ về cảm xúc của mình, anh chỉ cần đưa em đến Sơn Trà là đủ. Ở đó trên là mây trắng, dưới là biển xanh, và giữa mênh mông nắng vàng rải mật, anh có thể xác nhận được tình cảm của mình. Em nhớ, có lần nhìn sóng biển rì rào liếm dấu chân, anh đã đùa em rằng nếu không đắm say ai, đừng cùng người đó đến Sơn Trà. Vì giữa cảnh thần tiên đó, lòng ta như mềm lại, muốn gần gũi, muốn yêu thương. Thế nên đi cùng một người không yêu, có thể chạy lòng buồn, nhưng cũng có thể trao tình cho ai đó, rồi kéo theo cả trời hối tiếc. Giờ, anh và em đã ở những phương trời khác, Sơn Trà cũng đã không còn hoang sơ như thuở ta đôi mươi. Tình yêu đến rồi tự nhiên đi như những mùa nắng không tồn tại mãi, và những mùa mưa rồi cũng sẽ qua. Anh đã đi theo những câu chuyện về thế giới cổ tích khác. Tình yêu được khẳng định ở Sơn Trà không đủ níu kéo một tham vọng như lời anh. Những gì thuộc về mình thì cao xa đến mấy cũng sẽ trở về bình thường mà thôi. Em và thành phố miền Trung nhỏ bé không còn đủ rộng để chứa khát khao lớn của anh. Tình yêu nhỏ bé không đủ giúp anh làm nên nghiệp lớn. Nơi xa kia anh đang kiếm tìm những vùng đất huyền diệu khác và xác định cảm xúc của mình giữa nắng gió đất trời nơi nào. Giá như ngày ấy, Sơn Trà không đẹp thế, thì giờ lòng em không trùng lại khi nhìn những đôi yêu nhau cùng đến với Sơn Trà. Em nhìn thấy tình yêu đôi ta tan đi trong trời đất mà lòng vẫn ngơ ngác hỏi, rồi chúng ta sẽ về đâu? Nếu không yêu ai, đừng cùng người ấy đến Sơn Trà.